Dạ, xin chào các bác nhé. Chào các bác. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Kênh em chuyên bán hàng Nhật Bãi các bác nhé, đồ gia dụng. Đó. Nói chung là rất nhiều đồ về Nhật. Về dù đồ dùng gia đình nên các bác chưa biết đến kênh của em thì xem là lần đầu thì nhớ đăng ký kênh nhé các bác nhé. Đó, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất, cập nhật thường xuyên về các mặt hàng của Nhật, đồ gia dụng trong gia đình mình. Đó, nếu mà bác nào yêu thích hàng Nhật thì hãy đăng ký kênh, còn không thì các bác xem cho vui thì nhớ cho em một cái like để chia sẻ cho em mọi người đều biết. Thì hôm nay em có hai cái con hút bụi La Ti Online. Em nói bác nhé, cái khâu ăn nói của em nó rất kém đó, em nói thẳng luôn, khâu ăn nói của em rất kém nên nhiều khi nó nói nó hơi bị lộn. Còn các bác nào có muốn trực tiếp gọi như là để biết thêm về sản phẩm này, đó, hoặc là biết rõ hơn đó thì cứ gọi điện cho em, đó em sẽ nói rõ với các bác luôn. Thì nhiều khi trên kênh em cứ nói nó không có theo bài bản đó thì các bác thông cảm nhé, đó bỏ qua cho em. Đó, thì với cái thứ hai này, đó thì hôm nay là một con Nati này, hai con đều Nati luôn, nhưng mà hai con này thì là một con Eco, một con không Eco. Đó. Thì hai con này thì em bán báo giá luôn từ lúc ban đầu luôn nhé các bác nhé. Đó thì để các bác biết, những bác nào thấy giá mua được thì bác mua, không mua được thì bác cũng biết luôn, là bác không cần phải xem nữa. Đó mình em nói thẳng luôn, không có sao hết. Đó, thì đây là cái con đầu tiên này, đó Eco này, có chữ Eco trên này nhá. Đó, các bác nhìn thấy đi. Đó. Và con này thì nó không có. Đây. Con này nó là F500D đó. Đó. Hai con này đồng giá nhá, 1 triệu một con nhá. Các bác lưu ý nhá, 1 triệu một con. Thì tại sao em bán 1 triệu con này, thì em sẽ test cho các bác biết. Hai con này đều có chổi hết bác nhá. Đó, đều có chổi quay hết á. Này, các bác nhìn thấy không? Đó. Chổi quay này, bác để ý chỗ này này. Đó. Các bác thấy không? Rất là sạch. Còn cái chỗ kia mà nó chưa có chổi quay, nó chưa có tới đó. Tí em chưa hút tới đó cho các bác biết. Nó có chổi quay là rất là tiện nhá. Đấy, cái mấy con có chổi quay á. Còn nếu mà hút không, mấy máy mà nó hút không mà không có chổi quay ấy, thì nó sẽ đây, bác nhìn thấy không? Đấy, chổi mấy con này đang còn rất mới. Bác về vệ sinh, em nói thẳng em không vệ sinh mấy con hút bụi này. Con nào nó sạch sạch rồi thì em lau sơ, còn con nào nó như vậy thì bác này là cái này vệ sinh rất là dễ. Về bác lấy tay bác cứ lôi này ra, tại vì nó có dính mấy cái bông ấy. Bông này, đó, lôi ra bác rửa sạch hết đi, bác phơi khô. Nó một phơi lên nắng khoảng tiếng hơn tiếng là khô cóng cong rồi. Đó. Nào bác xài. Về bác vệ sinh những cái cuồng bụi nữa, có nhiều bác về tự vệ sinh, hôm nọ bán với bác và để bác về bác vệ sinh theo cái ý của bác. Đó. Nhiều khi em vệ sinh về các bác bảo bước còn bẩn, bác vệ sinh lại mất thêm một lần nữa. Thôi tốt nhất là bác vệ sinh luôn cho nó khỏe, em cũng khỏe mà bác cũng khỏe luôn, bác thích theo kiểu của bác. Đó, hai con này dây còn rất đều các bác nhá, đây này, dây hai con này dây còn là rất là ok nhá, không có bị dập hay là méo mó gì hết. Cái này dây này bác về chỉ cần rửa đi là sạch lắm ạ. Bác mấy cái con hút bụi bên đó nó xài, nó cũng có xài nhưng mà nó xài không phải như mình đâu. Đó. Thì con này nó bị xước một tí này, bên này các bác thấy không? Đó, vết xước của nó này. Đó, con này Eco này. Con này nó bị nứt nứt chút xíu trên này do vận chuyển, tại vì cái phần này bằng meca. Cái con này thì nó không bị. Đấy. Đây, mở bụi ở trong này ra này. Đấy. Muốn mở đây, bác nhấn một nút vào đây là ra. Đấy. Này, lên cái con này nó có cái chổi vệ sinh này. Đấy. Trong máy á. Con thứ hai em sẽ cũng mở luôn cho các bác coi luôn. Đây. Con này có cái khớp ở chỗ đây. Đó. Kéo ra, nôi lên. Đó. Nói chung là cũng rất là dễ thôi các bác. Đó, không có gì khó. Đó. Nó gọi là máy hút bụi thì chỉ có hút bụi thôi các bác nhá, đừng hút rác dài ngoằng ngoằng vào đó thì ông nội nó cũng phải tắc thôi. Nó gọi là máy hút bụi mà, hút rác là nó vừa được cái đầu cái chổi của nó nó thì nó sẽ hút, để các bác cũng biết như vậy tại sao nó là tên máy hút bụi. Thì bác xài gia đình khi muốn cho nó sạch sẽ đó, mình quét nhà thì nó vẫn chỗ nọ ra chỗ kia bụi ấy. Cái đặc điểm của bụi nó bay mà. Đó, còn hút thì nó sẽ hết hoàn toàn.
Thì chổi này thì các bác có thể tháo rời từ đây. Đây, tháo rời từ khớp này thì bác vẫn thể lấy cái đầu kia nắp vào đây được, cái đầu chổi ấy nhá. Đầu chổi bác tháo nắp vào đây được. Nó tháo khớp từ đoạn này nữa. Nói chung là nó tháo được hai khớp đó. Để mình test cho các bác cái máy này nhá. Cầm máy nào đây? Rồi nó cầm máy bên. Rồi cầm máy bên này test máy bên luôn. Đấy, con này nó có chức năng của nó này, to nhỏ trung bình và lớn. Đó, đây là tăng tốc này. Con này Latiola thì sản xuất nội địa Nhật các bác nhé, 2004, 1000W. Đấy, công suất tiết kiệm điện của nó là 590W. Đó, nói chung là thông số nó rất là kỹ. Ồ, chết rồi. Rồi, con này là không có để ý này các bác này. Ồ, nó bị bục rồi. Đấy, con này coi như là thôi bác nhá. Đó, bỏ qua. Chắc em cũng là phải kiếm cái dây nào của con máy nào mà tương giống cái con máy này thì bỏ vô mới được. Rồi, cứ tiếp theo này em sẽ test con Nati này. Thôi, cuối cùng là còn mình nó thôi. Đấy, em cứ thấy lôi ra bán thôi, tôi cũng giờ mới thấy. Nói chung là chổi nó rất là con này, đây là tắt mở chổi này. Đó, mà hút hút không không cần chổi, là hút bụi không ý, là không cần chổi quay ấy. Thì nói chung có chổi quay thì bác hút nó sẽ sạch hơn nhá, nó vừa qua đi vừa quét nhá. Bác thấy chỗ này nó quét sạch không? Con hút bụi này giá triệu bác nhá. Ờ, xin chào các bác.